truyền thông quốc tế đã có những đánh giá tích cực về chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Theo đó, các báo Nhật Bản như báo Nikkei Asia dẫn lời Tổng thống Biden nói rằng việc nâng cấp quan hệ với Việt Nam nhằm tìm cách thúc đẩy thương mại trong khi giải quyết một loạt thách thức như cạnh tranh về địa kinh tế và biến đổi khí hậu. Báo Asahi và Mainichi nhận định rằng, bằng việc nâng cấp quan hệ lần này, hai nước đặt mục tiêu tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, chất bán dẫn, phát triển trí tuệ nhân tạo và an ninh. Trong khi đó, báo Nikkei bình luận chuyến thăm cũng cho thấy hai bên nhất trí tôn trọng thể chế chính trị và tính độc lập tự chủ của nhau. Các hãng tin Yonhap, Newsix, Asia Today của Hàn Quốc đều nhấn mạnh việc Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ song phương lên mức cao nhất, đối tác chiến lược toàn diện. Hãng tin Yonhap dẫn lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố Việt Nam nâng cấp quan hệ giữa hai nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Đài SBS dẫn lời chuyên gia Nguyễn Khắc Giang của Viện ISIS Singapore nhận định việc nâng cấp quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ cho thấy vị thế của Việt Nam đã được nâng lên. Theo CNN, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đánh giá quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam là quan hệ quan trọng tại một khu vực quan trọng trên thế giới. Hãng tin AP viết, Tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam và hai nước nâng quan hệ lên mức cao nhất, đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ này phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn của Mỹ trên khắp châu Á. AP dẫn lời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói, đó là về việc tạo ra sự tăng trưởng và ổn định kinh tế ở mọi nơi trên thế giới. Và đó là điều chúng tôi đang cố gắng thực hiện. Chúng tôi có cơ hội tăng cường hợp tác trên toàn thế giới để duy trì sự ổn định. Đó chính là mục đích của chuyến đi này. Hãng tin này còn dẫn lời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gọi Việt Nam là người bạn, đối tác đáng tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Ngày 12 tháng 9, đồn biên phòng Ròn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết đã cứu chữa thành công một ngư dân bị gãy chân, đưa đi cấp cứu an toàn. Trước đó, 9 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nhận được thông tin về việc tàu cá QB93885TS có một thuyền viên bị móc tời, đập gãy chân phải trong tình trạng nguy hiểm. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo đồn biên phòng Ròn duy trì liên lạc với thuyền trưởng để nắm tình hình. Cùng đó, cử quân y đơn vị tư vấn y tế cho tàu qua ICOM. Đến khoảng 23 giờ 20 phút cùng ngày, tàu cá đã đưa ngư dân gặp nạn vào bờ. Tại đây, lực lượng quân y phối hợp với gia đình ngư dân tiếp nhận, tiến hành kiểm tra và chăm sóc sức khỏe ban đầu, làm thủ tục để chuyển bệnh nhân vào Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục điều trị. Sáng ngày 12 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Gò Vấp, dẫn đầu đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên gia đình và người thân của hai cháu bé tử vong trong vụ cháy ở căn nhà phường 10. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài yêu cầu chính quyền, các ban ngành đoàn thể của quận tiếp tục hỗ trợ gia đình hai cháu bé để khắc phục hậu quả sau vụ cháy. Dịp này, quận Gò Vấp cũng trao hỗ trợ số tiền hơn 33 triệu đồng cho người thân gia đình hai cháu bé. Trước đó, rạng sáng ngày 11 tháng 9, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà trên đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, làm hai cháu bé 6 tuổi và 10 tuổi tử vong. Bước đầu, công an xác định cha mẹ hai bé đi chợ đầu mối Bình Điền mua hải sản về bán nên đã khóa cửa bên ngoài khi hai con đang ngủ. Lúc xảy ra cháy, cửa bị khóa, hai bé không thoát ra được. Khi lực lượng phòng cháy chữa cháy đến hiện trường, lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà. Dù lực lượng chức năng phá cửa dập tắt đám cháy, nhưng hai bé đã tử vong. Sáng ngày 12 tháng 9, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Võ Thu Tùng cho biết 80% trẻ khám ngoại trú được chẩn đoán bệnh đau mắt đỏ. Tại thành phố Đà Nẵng, theo báo cáo của Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 11 tháng 9 năm 2023, có 22.444 trường hợp viêm kết mạc cấp khám và điều trị tại bệnh viện, trong đó có 11.572 trẻ em, chiếm tỷ lệ 51,5%. Riêng từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 9 năm 2023, bệnh viện khám và điều trị 1.335 trường hợp viêm kết giác mạc, trong đó có 767 trẻ em, chiếm tỷ lệ 57,5%.
Để tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng chống thu dung điều trị bệnh đau mắt đỏ, Sở Y tế Đà Nẵng có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng bệnh đau mắt đỏ trong nhà trường và thông báo ngay cho các đơn vị y tế dự phòng trên địa bàn khi phát hiện học sinh mắc bệnh để triển khai xử lý ổ dịch sớm triệt để. Các trường mầm non, mẫu giáo cần đảm bảo vệ sinh trường học, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho phụ huynh về các biện pháp phòng bệnh đau mắt đỏ. Ủy ban Nhân dân các quận huyện phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông phòng chống bệnh đau mắt đỏ của Bộ Y tế tại cộng đồng, nhất là tại các cơ sở giáo dục mầm non, mẫu giáo, nhóm trẻ gia đình, cơ sở trông giữ trẻ trên địa bàn. Liên quan đến vụ cháu bé 4 tuổi bị ném từ cầu Tôn Đức Thắng xuống sông Rạch Giá – Long Xuyên, sáng ngày 12 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Hồng Hải, sinh năm 1983, cư trú xóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 11 tháng 9, ông Bùi Ngọc Thọ, 63 tuổi, ngụ Ô Môn, Cần Thơ, đang chạy ghe qua cầu Tôn Đức Thắng nối phường Mỹ Hòa với phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, khi phát hiện một bé trai đang chơi với chìm dần xuống sông, nên lập tức cùng con trai lao xuống nước cứu người. Cùng thời điểm, Công an tỉnh An Giang nhận tin báo từ người dân thành phố Long Xuyên về việc có một người đàn ông đi ra giữa cầu Tôn Đức Thắng rồi ném bé trai xuống dòng sông, sau đó người này bỏ đi. Bằng nghiệp vụ, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ nghi phạm Huỳnh Hồng Hải. Theo kết quả điều tra ban đầu, Huỳnh Hồng Hải có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ đã có chồng và con trai 4 tuổi. Trưa ngày 11 tháng 9, người phụ nữ nhờ Hải chở con trai của mình đi dạo chơi. Do ghen tuông, bực tức, Hải đã chở bé trai đến cầu Tôn Đức Thắng và ném xuống sông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12 và ngày 13 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90 mm, có nơi trên 150 mm. Mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển. Từ ngày 14 tháng 9, mưa lớn có khả năng giảm dần, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá là cấp 1. Khu vực vùng núi phía Bắc các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Yên Bái và Thanh Hóa đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc Hoàng Sa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan, có mưa rào, dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Bình Định đến Bà Rịa Vũng Tàu, vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh.